À, kính bạch thầy, cho con được hỏi. Khi làm lễ chấn trạch, nhà cần chuẩn bị những gì và làm như thế nào ạ? À, ý thứ nhất. À, xin được trả lời câu hỏi ý thứ nhất của Phật tử hỏi là khi nhà chấn trạch cần chuẩn bị những gì và làm như thế nào? À, theo cái phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta từ hàng ngàn năm nay. À, các cụ ngày xưa chúng ta nói là đời con người ta có mấy cái việc lớn, đó là gì? Làm nhà, lấy vợ, à, tạo trâu. À, ngày xưa thì con trâu là đầu cơ nghiệp, cho nên khi mà mua con trâu là cũng rất là để làm cái sức kéo cho nghề nông nghiệp mà, cho nên thì rất là quan trọng. Cho nên ngày xưa các cụ bảo làm nhà, cưới vợ, tậu trâu, đấy là ba cái việc lớn nhất, thì việc làm nhà là việc quan trọng nhất. Thì đây thì Phật tử hỏi khi làm nhà xong thì chấn trạch thì cần chuẩn bị những gì. Thì thông thường cái lễ chuẩn bị thì ở đây thì cái lễ lạc thì thành tâm thôi, thanh bông hoa quả, hoặc là làm mâm cơm. Làm mâm cơm cũng thần linh thổ địa, cũng các cụ gia tiên. À, thì mình làm tùy theo. Nếu mà mình là Phật tử rồi thì mình được cúng chay được là tốt nhất. Cả gia đình mà mình hoan hỷ được mà làm mâm cơm chay là quý hóa nhất rồi, không liên quan đến vấn đề sát sinh. Như trong kinh như Địa Tạng nói rồi. À, cái việc lớn vui mừng như vậy như là khi sinh khi nở, khi thi cử công danh đỗ đạt, đặc biệt là khi làm nhà làm cửa, cưới vợ gả chồng cho con cái, mà mình là Phật tử thuần thành. À, rồi thì mình nên làm cỗ chay không liên quan gì đến sát sinh hại vật, đó là phúc báo lớn nhất. À, cho nên trong kinh Địa Tạng nói là nhà có công việc lớn mà giết sát sinh hại vật, mà tế bái quỷ thần, không không chỉ không có công đức mà lại còn mất phúc nữa, tức là tổn công đức nữa. Nghĩa là không được công đức mà lại còn tổn đức nữa, tổn phúc nữa, tổn thọ nữa, vân vân. Cho nên đây là chỉ người đời thì họ chưa hiểu Phật pháp, chưa học Phật pháp, chưa có niềm tin vào Đức Phật, cho nên họ cúng chay, họ chưa hoan hỷ, hoặc là họ sợ rằng thiếu thốn với thần linh gia tiên thì họ làm, thế đấy việc của người đời. Nhưng chúng ta nếu mà là một Phật tử thuần thành thì gia đình mà cúng chay được, kể cả lúc về nhà mới này, thì là tốt nhất. Đấy là việc chuẩn bị về lễ để thành tâm. À, mà nếu không có điều kiện làm cỗ chay thì chỉ cần cân thanh bông hoa quả là được. Trên bàn thờ lắm, cái lọ hoa nhỏ nhỏ, 5 bông hoa, 7 bông hoa, nói chung là một lọ hoa để cúng dường thần linh tổ tiên, cúng dường trời Phật thần linh tổ tiên, các ngày chứng cho cái việc lớn chúng ta đã làm thành tựu. Đấy là về nghi lễ và về về phần lễ. Thế còn có điều kiện thì chúng ta làm mâm cơm thì quý nhất. Người người ở ngoài đời họ không phải, chưa phải là Phật tử, thì họ làm mâm cơm mặn là cái gì gì đó thì tùy duyên, nhưng mà tốt nhất là đừng nên sát sinh trong cái ngày hôm đó, mà nên ra chợ mà mua đồ làm sẵn, gọi là trong nhà Phật gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không dặn họ giết trước cho mình, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thì tiếng nó kêu trước khi nó chết, và mình không gọi điện dặn họ trước là giết cho tôi con gà hay là giết cho tôi con lợn mai tôi làm cỗ, mà mình ra chợ mình gặp gì mình mua đấy. À, mua thịt làm sẵn các thứ đó thì cái đó gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật nói cái người mới vào đạo hoặc là chưa phải là Phật tử thì cũng khai cho thì cũng tùy duyên có thể họ dùng, nhưng mà tất nhiên thì dùng sau này vẫn phải chịu cái quả báo là thường mạng lại để cho chúng sinh. Đó, vẫn phải trả thịt lại cho chúng sinh thế thôi. Và chuẩn bị thì cũng nên chuẩn bị thêm một chút cái nước 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 thơm, nước vang đó, nước họ hay bán ở ngoài cái chỗ hàng hàng xén đó. Đặc biệt là họ bán ở chỗ cái đồ vàng, hay bán cái đồ vàng vàng mã, đồ cung lễ đó. Nước ngũ vị hương đó, để về để mình pha ra cho vào cái chậu, khoảng vài phích nước gì đó, cái chậu vừa vừa đó, 2-3 phích nước gì đó, để mình thỉnh các thầy hoặc là các Phật tử đến, mình cũng tụng kinh làm lễ. Lễ thì lễ xong một cái thì mình đem mình vẩy hết nhà cửa cho nó mát mẻ. Chứ còn nếu là Phật tử chúng ta thì cũng không nên đón ông thầy cúng đến, họ làm lễ chấn trạch cho thì họ lại dán những cái bùa hoặc là chôn những cái bùa cái chú chung quanh nhà cửa ngoài ngõ họ, để ông thầy nào là mà ông thầy mà họ có âm binh phù thủy, họ yểm âm binh vào đó thì chúng ta khổ. À, cho nên tốt nhất là thì thỉnh được các sư về làm lễ chấn trạch cho tốt nhất, mà không thỉnh được các sư chúng ta cứ thỉnh đạo tràng các Phật tử chúng ta cứ đến, bắt đầu thì nhờ nhà chùa bốc bát hương để cho nhà chùa cho họ làm lễ cho mát mẻ, rồi cứ đem về thờ lúc an vị, chúng ta chỉ cần
nhất tâm đặt lên cho chúng ta tụng cho biến ba biến đại bi thập chú. Cái nghi lễ là làm là để tụng ba biến đại bi thập chú. Xong rồi thì chúng ta bát nhã, xong niệm án mani bát minh hồng hoặc một hoặc ba tràng tùy theo thời gian. Sau đó thì có thời gian nữa thì chúng ta tụng cho bộ kinh một quyển kinh phổ môn, bộ kinh phổ môn để cầu an cho gia đình, hoặc là tụng kinh dược sư cũng được cầu an cho gia đình. Hoặc là tụng có thời gian thì tụng cái bộ kinh Địa Tạng này càng tốt, nhưng kinh Địa Tạng nó dài cả ba quyển thượng trung hạ nó dài, thì chúng ta sẽ tụng vào những hôm sau, tụng cả 100 ngày hoặc tụng được cả 1 năm hoặc 3 năm thì càng tốt, đất cát nhà cửa càng yên vui mạnh khỏe hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình hòa thuận, âm dương hài hòa, vân vân, âm siêu dương khánh, thì rất là tốt cho cái việc mà về nhà mới xong mà chấn trạch xong mà ngay hôm sau mà bắt đầu bước vào phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nữa thì tốt lắm, yên lắm, gia đình âm dương đều yên cả. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là con nghe nói rằng khi về nhà mới cần phải liền hoàn long mạch nghi thức như thế nào, và là Phật tử tại gia có làm được không? Phật tử cũng làm được, chỉ cần có cái nước ngũ vị hương đó chúng ta pha, mang về chúng ta pha ra vào cái chậu như thầy nói đó, để lên trước cái ban thờ, để trước cái chỗ chúng ta làm lễ, kê cái ghế cao cao lên một chút. Chúng ta khi chỉ ba biến đại bi thập chú đó, tức là tự nó có công năng rồi. Công năng ở trong cái căn phòng đó chúng ta chỉ chú đại bi thì cả khu đất quanh quanh khu vực nhà chúng ta nó có cái năng lực, cái công năng của thần chú rất là tốt rồi. Và chúng ta có thể lấy ba nén hương, chúng ta thư vào trong cái chậu nước đó. Chúng ta thư vào cái chậu nước, chúng ta viết viết vào cái chậu nước đó. Chúng ta có thể ghi, ngày xưa chúng tôi đi học thì cái này nó nhiều người dạy là ghi, có người thì ghi là thanh tịnh thủy liền hoàn long mạch hay là bồi hoàn long mạch, ghi là chữ thanh tịnh thủy, thanh tịnh thủy viết chữ quốc ngữ được. Cái ta chúng ta lấy ba nén hương chúng ta viết lên trên cái chậu nước là thanh tịnh thủy, viết rõ chữ thanh tịnh thủy và chữ liền hoàn long mạch hay là bồi hoàn long mạch, thế thôi, chỉ cần thế thôi. Và chúng ta kết ấn chuẩn đề như thế này, chúng ta nếu Phật tử các sư thì kết ấn, của các Phật tử không cần kết ấn được, chúng ta chắp tay chúng ta niệm cho khoảng 21 biến chú chuẩn đề là Phật mẫu chuẩn đề thần chú khải thủ quy y tốt tết tất đế đầu diện đỉnh lễ thất câu chi ngã kim sơn tát đại chuẩn đề chú nguyện từ bi tùy gia hộ nam mô tát đa năm tam diệu tam bồ đà câu chi nó đã để than chi lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha đó. Đọc 21 biến đã xong, bắt đầu là chúng ta đem đi chúng ta vẩy thôi, từ trên tầng thờ cho đến các tầng xuống và rải chung quanh đất cát nhà cửa. Nếu mà còn nhiều nước thừa thì chúng ta để lại bốn, để lại một cái viên gạch giữa nhà hoặc là bốn viên gạch bốn góc nhà, chúng ta cho nước xuống, đổ cái nước xuống sau này chúng ta mới lát viên gạch lại thì cũng được. Đấy, thì càng tốt. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam.